nhìn nó đẹp thế. Sao mình muốn hát cả đâu này làm gì vậy? Ôi giời ơi, nhà cô làm gì có tiền mà kem mấy cả khiếp. Cô không mua đâu, cháu đi đi. Cô còn ngồi làm việc. Chú ơi, chú mua hộ cháu cái kem từ sáng đến giờ cháu chưa bán được cái kem nào, còn có mỗi ba cái chú mua hộ cháu. Thôi, chú không mua đâu, chú hay bị viêm họng lắm, chú không thích ăn kem. Mình ra đường đây giờ chẳng mua. Thôi, em ngồi ra cái ghế kia nghỉ vừa ra. Không, em muốn ngồi đây. Có bóng hồng rồi, có bóng hồng. Nhìn chị ấy xinh gái quá, mình phải gọi chị ấy đến đây mua kem mình. Mình nói, chị xinh gái, đến đây mua kem hộ em. Chị ơi, chị xinh gái ơi, đến đây mua kem hộ em. Ôi trời ơi, sao lại có một em bán kem gọi mình là xinh gái nhở? Được rồi, chị đến ngay đây. Ôi trời ơi, em bán kem ơi. Em bán kem vừa mới gọi chị là gì đấy, em gọi lại cho chị nghe nào. Em gọi chị là chị xinh gái. Ừ, thế à, em gọi chị lại đây có chuyện gì đấy? Chị mua kem hộ em. Ồ, kem gì đấy? Ồ, kem này nhìn đẹp quá ta ơi, lại còn lạ nữa. Thế được rồi, nể tình em gọi chị là chị xinh gái thì chị sẽ mua hết cả ba cái kem này cho em nhá. Vâng, một cái 2.000, ba cái 5.000. Hả? Ừ, chị có gì sai. Thế được rồi, cảm ơn em nhá, em bán cho chị đẹp quá. Đây là tiền của em, 5.000 quý giá nhá. Đây. Em cảm ơn chị. Thôi được rồi, chị về nhá, bye bye em đẹp trai nhá. Một mình tính cái gì sai. Một cái 2.000, hai cái 4.000, ba cái 6.000. Mình có nhau là 5.000 rồi. À chị xinh gái ơi, xinh gái, chị chưa trả đủ tiền. Ôi nhưng mà nhà mình xa lắm, bây giờ mình hẹp lắm, làm lặng rồi. Với cả mình cũng sợ mấy cái kẹp yêu dấu này của mình nó bị cháy. Thôi mình không, mình ngồi tại đây mình ăn luôn. Ôi ở đây lại còn có dây vũ trí thế này nhỉ. Mình sẽ ăn cái kem cam trước bởi vì mình rất là thích vị cam. Ui nhìn nó đẹp thế. Mình rồi, em ấy còn nhỏ thế mà em hư quá. Mình phải không biết em còn ở chỗ đấy không. Mong là em ấy còn ở chỗ đấy. Bây giờ mình sẽ ra mình bắt đèn ngay em đấy. Này, em ăn kem này. Em ăn kem, em dậy đi. Dậy. Chị có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đây. Sao em còn nhỏ thế mà em đã đi lừa đảo rồi. Em không biết thế là xấu lắm à. Em bán cho chị cái kem này nên nó ăn nó chả có cái vị gì. Em bán được cái gì đấy hả? Chị ăn kiểu gì? Đây, cái này nha, nó có cái giấy bóng đây. Chị bóc hết cái giấy bóng này ra rồi mà chị mút cá chả có một mùi vị gì cả. Lại còn dám công cốc nữa. Em bán kem kiểu gì đấy hả? Trời ơi, chị cổ hủ nạc hậu thế. Nhân cửa rồi, bên trong có mà, chị nhìn này. Ôi trời ơi, sao lại mở được ra? Trời ơi, chị kem em bán kiểu gì thế này? Đây là kem loại đẻo à? Đẻo cái gì? Ôi trời ơi, đây là cái kem kiểu gì mà nó lại như thế này? Em loại mới đây. Cái loại mới à? Chị chưa biết luôn ấy. Ôi giời ơi. Ồ, công nhận nó ngon thật đấy. Cái này cũng ăn kiểu thế. Ồ, chị biết rồi. Thế em có thích mấy cái này không? Em không ạ. Thôi được rồi, chị nể tình em đã giúp chị thức tỉnh với cái loại kem mới này nên chị sẽ cho em một cái để ăn chung nhá. Đây, chị sẽ ăn thử cái này chút. Ôi mình cười quá đi. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn nó kỳ quá à. Qua wow, bên trong có những cái viên kẹo này, xanh đỏ tí vàng, mềm ơi là mềm. Ngọt quá. Ngon quá. Cái này nó nhá chỉ còn có mùi thơm của cốm nữa. Không có lại để dành tiếng nó ăn tiếp nha em. Chúng mình chuyển sang cái loại khác đi. Loại này. Vâng. Bên ngoài nó làm bằng lông bằng một lớp vỏ gì đó, bên trong là nhân đó. Ngon quá. Rồi thì hãy comment phía dưới video này cho mình biết nha. Và nếu như đầu tiên qua ai
ai nhầm lẫn giống như mình ấy, buồn cười lắm. Thì cô con mình chia sẻ cho mình biết nữa nhá. Không biết trong hai loại này các bạn thích nhất là loại nào nhỉ? Còn mình thì mình thích nhất là loại này. Ngon quá.